chào mừng quý nhà đầu tư quay trở lại với chương trình Tiêu điểm thị trường của VN Direct. Tiếp nối hai số trước của chương trình Tiêu điểm thị trường thì hôm nay VN Direct mang tới quý nhà đầu tư một ngành mới tiếp theo, đấy là ngành bất động sản. Tham gia buổi chương trình hôm nay thì có anh Du thuộc khối D-Trade và mình là Trường thuộc khối tư vấn đầu tư. Thì mọi người có thể nhìn thấy trên slide đấy là cái luận điểm về cái triển vọng của ngành bất động sản cho 3 năm tới, thì sẽ đến từ 3 điểm chính đấy. Thứ nhất là các dự án đầu tư hạ tầng sẽ thúc đẩy các giá bất động sản ở các vùng ven đô thị. Thứ hai đấy là làn sóng chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang các nước khác mà người ta gọi là China cộng 1, đấy là sang các nước Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Philippines và có thể là Myanmar. Nhưng với tình trạng bất ổn của Myanmar hay là Thái Lan hiện tại thì Việt Nam được lựa chọn là điểm đến hàng đầu cho các nước trong khu vực, cho các nước khi mà chuyển dịch làn sóng sản xuất từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á tiếp theo đấy. Đối với ngành bất động sản thì đối với ngành bất động sản nghỉ dưỡng thì khi mà Covid được kiểm soát nhờ tiêm chủng trên quy mô toàn cầu thì ngành du lịch sẽ quay trở lại, thì ngành bất động sản nghỉ dưỡng sẽ được dự báo sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên thì mình nghĩ là trong năm 2021 thì ngành bất động sản nghỉ dưỡng sẽ chưa có cơ hội phục hồi khi mà bất động sản khi mà chương trình tiêm chủng vaccine hiện tại cũng đang chỉ đến từ các nước châu Âu và châu Mỹ, khi trong khi để mà các nước khác có thể mở cửa lại thì đâu đấy khoảng 70% dân số phải được tiêm chủng toàn diện. Thì mình nghĩ năm 2022 thì sẽ bắt đầu có thể có sự phục hồi cho ngành bất động sản nghỉ dưỡng. Tiếp theo slide đấy, đấy là mọi người có thể nhìn vào đây, đấy là các bước thực hiện một dự án bất động sản. Ở đây đang có khoảng 14 bước một dự án. Đối với một dự án được thực hiện thì phải vượt qua 14 bước, trong đó các bước liên quan đến làm hoàn thành các thủ tục liên quan đến với nhà nước thì thường sẽ chiếm thời gian lâu nhất. Đối với một dự án phức hợp, nghĩa là có cả đất ở, đất dịch vụ và đất tiện ích thì thường sẽ đâu đấy mất khoảng 3 đến 5 năm đối với lại một nhà đầu tư bình thường. Còn nếu với lại một nhà đầu tư mà có năng lực tài chính hoặc là có mối quan hệ sâu với lại chính phủ hay là chính quyền tại tỉnh đó thì thường sẽ mất khoảng 3 năm từ lúc xin phê duyệt chủ trương đầu tư đến lúc làm giá đất và đến lúc được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đến lúc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn Vinhomes sẽ là một trường hợp như thế, với một dự án mà mới bắt đầu từ lúc xin chủ trương phê duyệt đến lúc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đối với Vin khoảng 3 năm. Còn đối với các công ty, các doanh nghiệp khác thì thường sẽ thời gian đấy sẽ mất lâu hơn thời gian này. Em quay trở lại thì mọi người có thể nhìn thấy trong dài hạn thì đối với một công ty thuộc ngành bất động sản thì cái quỹ đất của nó sẽ là cái đánh giá triển vọng dài hạn cho doanh nghiệp đấy. Quỹ đất đây thì bao gồm cả là quỹ đất sạch, tức là quỹ đất đã được cấp 1/500, quỹ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thanh toán nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, hoặc là thứ hai đấy là quỹ đất quy hoạch, nghĩa là quỹ đất mà các chủ đầu tư này đã được cấp giấy chứng nhận 1/500. Còn đâu các thủ tục khác, ví dụ như quyết xin phê duyệt chủ trương đầu tư hay là nghĩa vụ tài chính thì chưa nộp đó. Thì trong dài hạn thì hai yếu tố là về quỹ đất sạch và quỹ đất quy hoạch sẽ là động lực cho doanh nghiệp. Ở đây một số doanh nghiệp đáng chú ý đấy là Vinhomes, Đích và công ty cao su Đồng Phú. Trong ngắn hạn thì đối với mẹ một doanh nghiệp trong ngắn hạn thì triển vọng sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh. Đối với mọi người có thể biết đấy là khi mà một doanh nghiệp bất động sản thì doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp này sẽ phụ thuộc vào thời gian mà các doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu và lợi nhuận. Đối với một doanh nghiệp thì thường như lúc nãy mình có nói đến là xin dự án mất khoảng 3 năm thời gian triển khai, đối với nhà cao tầng thì khoảng 20 ngày một sàn. Thì đâu đấy nó sẽ còn tầm được một dự án trung bình khoảng 30 tầng thì nó sẽ mất khoảng cũng khoảng gần 2 năm để được ghi nhận, để được bàn giao. Đối với một dự án thấp tầng có thể là đất nền hay là
biệt thự thì thường thì người ở ta sẽ chuyển, người ta sẽ bàn giao theo kiểu là đất nền đối với lại các tỉnh ở ngoài khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Còn đối với lại ở Hà Nội, Hồ Chí Minh thì người ta sẽ phải xây dựng lên, thì xây dựng lên đâu đấy nó cũng chỉ mất khoảng tầm khoảng nửa năm để có thể ghi nhận. Thì đấy tùy thuộc vào đối với lại doanh nghiệp đấy là dự án đang triển khai chủ yếu là gì, thì cái thời gian ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sẽ tác động đến kết quả kinh doanh ngắn hạn. Đối với lại trong ngắn hạn thì mình có để ý quý nhà đầu tư có thể xem xét đấy là các công ty đấy là Nam Từ, nhà Từ Liêm, thứ hai là Đất Xanh và thứ ba là công ty Solar Daisy Châu Đức. Về cụ thể một từng doanh nghiệp thì mọi người có thể theo dõi, thứ nhất là VSM thì như mình có nói đấy là triển vọng của một doanh nghiệp bất động sản thì sẽ phụ thuộc vào quỹ đất mà công ty đó sở hữu. Đối với VSM thì lợi thế cạnh tranh của nó sẽ là quỹ đất lớn nhất cả nước, dự tính ước tính là 150 triệu mét vuông, bao gồm cả quỹ đất sạch và quỹ đất đang trong quy hoạch, tức là quỹ đất đang trong diện được cấp 1/500 hoặc là đã đang trong giai đoạn xin chủ trương đầu tư. Tiếp theo đấy là cái lợi thế cạnh tranh của VSM đến từ khả năng triển khai vượt trội dự án, giúp giảm thời gian từ lúc xin dự án đến lúc triển khai. Cái thứ ba đấy là hệ sinh thái cùng với sản phẩm bất động sản. Thì mọi người có thể để ý lấy là Vinhomes thì không chỉ bán mỗi nhà mà người ta còn bán cả tiện ích, gồm có Vinmec, Vinschool và các dịch vụ khác trong đại đô thị của Vinhomes. Mọi người có thể nhìn thấy dự án của Vin Gia Lâm thì dự án quy mô khá là lớn, nhưng mà hiện tại theo những số liệu của bên mình có thì dự án đã bán được đâu đấy khoảng tầm 50% số căn của dự án. Về catalyst cho Vinhomes năm nay đấy là tiếp tục mở bán ba đại dự án nữa sẽ thúc đẩy tăng trưởng. Ba đại dự án có đó là dự án Vinhomes ở Đan Phượng, Vinhomes ở Đông Anh và một dự án Vinhomes ở bên Văn Giang của Hưng Yên. Về giao dịch cổ phiếu sẽ có lực hỗ trợ mua từ các chỉ số, khi mà mọi người có thể biết đấy là Vinhomes là một trong những các công ty có vốn hóa lớn nhất thị trường, công ty top 5 công ty có vốn hóa lớn nhất thị trường. Do đó nếu mà trong trường hợp mà Việt Nam được nâng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thì các quỹ đầu tư vào Việt Nam sẽ chủ yếu mua cổ phần của các công ty mà có vốn hóa lớn và còn room. Trong đó VSM là một trường hợp đáng chú ý. Với định giá thì trong năm 2021 thì định giá mình dự ước tính đấy là Vinhomes lợi nhuận sau thuế sẽ ước tính khoảng 26 tỷ tương đương với lại năm trước. Giá mục tiêu thì ước tính khoảng 120.000. Doanh nghiệp thứ hai mà chương trình muốn đưa đến cho quý nhà đầu tư đấy là tổng công ty phát triển nhà đô thị Đích. Thì mọi người có thể thấy đấy là Đích, lợi thế của Đích đấy là sở hữu quỹ đất khá ở các thành phố ven đô thị lớn, ví dụ như Vũng Tàu, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, số diện tích đang triển khai khoảng 1.600 hectare. Trong đó là nếu mà tính cả dự án đang lập quy hoạch, tính cả quỹ đất đang lập quy hoạch thì khoảng 3.000 hectare. Nợ vay của Đích khá thấp so với trung bình ngành, khoảng 12% tổng tài sản. Rủi ro của Đích sẽ đến từ giá đất vùng ven tăng, sẽ đến dẫn đến là thời gian kéo dài trong khâu đền bù. Đích hiện tại đang có hai dự án đang triển khai đấy là khu du lịch, khu đô thị Bắc Vũng Tàu quy mô khoảng hơn 90 hectare, thứ hai là khu đô thị Long Tân ở Long Thành. Trong khi hai dự án này đều là vùng ven, nhưng mà giá đất thị trường của hai tỉnh này đang tăng khá là mạnh, trong khi Đích thì hiện tại đang chỉ được đền bù được khoảng đâu đấy khoảng tầm 10 đến 12% so với quỹ đất của cả khu này. Nên do đó nếu mà trong trường hợp giá đất thị trường tăng thì cái chi phí mà Đích phải bỏ ra sẽ khá lớn. Về Đích định giá cho cho năm nay thì dự báo lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ năm 2021 đạt khoảng 650 tỷ. Catalyst cái xúc tác có thể khiến giá của Đích có biến động khá lớn trong năm nay đấy là tái cơ cấu hoạt động kinh doanh với sự góp mặt của cổ đông lớn đến từ nhóm Him Lam, là một chủ đầu tư bất động sản khá có uy tín trên thị trường.
Đấy. Lợi nhuận thuế của Đích năm nay có hơn năm ngoái không? Lợi nhuận của Đích năm nay thì em nghĩ cũng gần tương tự với năm ngoái, tương tự với năm ngoái. Tiếp theo đấy là một doanh nghiệp nữa, một doanh nghiệp bất động sản midcap, đấy là NTL. NTL thì dự báo năm nay kết quả sẽ khá tích cực đến từ việc ghi nhận dự án quốc lộ 32. Tiềm năng tăng trưởng trong ngắn hạn đấy là hưởng lợi từ giá Hoài Đức, giá của Hoài Đức tăng đến từ khi mà Hoài Đức được chuyển từ huyện lên quận. Thứ hai đấy là một cái dự án của NTN đã triển khai khá lâu từ ở Hoài Đức, dự án khu đô thị Bắc quốc lộ 32. Bây giờ hiện tại NTN hiện tại đang còn quỹ đất khoảng 2 hectare ở đó nữa, giá bán thì trung bình khoảng từ 30 đến 35 triệu. Dự báo năm nay với việc mà NTN bán hết được quỹ đất này thì lợi nhuận của dự án sẽ đến khoảng tầm khoảng 450 tỷ. Tiếp theo đấy là một cái triển vọng ngắn hạn cho NTR đấy là bắt đầu đưa vào kinh doanh dự án khu đô thị Bãi Muối. Dự án khu đô thị Bãi Muối với quy mô 23 hectare, trong đấy diện tích thương phẩm khoảng 9 hectare ở Hạ Long. Giá bán thì trung bình khoảng tầm 15 đến 18 triệu. NTR đã, đây là đất sạch, đây là hoàn toàn đất sạch. NTR đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và triển khai được hạ tầng hoàn chỉnh. Còn một cái nữa đấy là cái trong dài hạn thì NTN sẽ triển khai dự án khu đô thị Dịch Vọng, tuy nhiên dự án này đang bị vướng khâu đền bù. Rủi ro của NTN đến là cái quỹ đất cho kế hoạch chung dài hạn chưa có rõ ràng. Hiện tại như mình có trình bày trên kia thì hiện NTN đang có hai quỹ đất, hai dự án đang triển khai, đấy là dự án khu đô thị ở Bắc đường quốc lộ 32, thứ hai là khu đô thị Bãi Muối. Còn dự án gối đầu cho NTN thì đang đến từ dự án khu đô thị Dịch Vọng, tuy nhiên cái này đang bị vướng pháp lý khi mà dự án đường Dương Đình Nghệ nối dài vẫn chưa hoàn thiện để đấu nối được vào cái dự án ở khu đô thị Dịch Vọng này. Một cái dự án mà NTN đang triển khai xin đấu thầu đấy là dự án khu đô thị Núi Hạm ở Hạ Long, quy mô khoảng 69 hectare. Thì đối với cái dự án này, đấy là quỹ đất lớn nhất mà Hạ Long hiện tại đang còn. Thì NTN đang làm thủ tục để xin đấu thầu, tuy nhiên mình đánh giá là với một cái dự án như thế thì khả năng rất nhiều ông lớn sẽ bước vào cái khâu đấu thầu cùng với NTN, thì khả năng mà NTN được phép triển khai dự án này còn bỏ ngỏ, do đó cái kế hoạch quỹ đất cho chung dài hạn của NTN đang chưa rõ ràng. Định giá cho NTN thì năm nay sẽ tính là ghi nhận ước tính khoảng 385 tỷ lợi nhuận, trong trường hợp đấy là quỹ đất của trong trường hợp đấy là dự án Bắc Lộ 32 bán được khoảng tầm 15.000 mét vuông trong tổng số 20.000 mét, nhưng nếu mà bán được tốt hơn, tức là bán được hết 20.000 mét còn lại thì cái con số 385 tỷ này sẽ còn lợi nhuận mà NTN đạt được sẽ còn cao hơn 385 tỷ này. Thứ hai, nếu mà định giá trong theo phương pháp RNAP với không ước tính dự án Núi Hạm được đưa vào mô hình thì khoảng 35 giá của NTN khoảng 35-40.000 đồng. Tiếp theo đấy là hết. Tiếp theo đấy là một doanh nghiệp khác cũng có triển vọng trong ngắn hạn, đấy là DXG. DXG thì mọi người có thể, quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy là lợi thế cạnh tranh của DXG đấy là sở hữu quỹ đất khá, quy mô khoảng 3.300 hectare, nhưng mà phần lớn trong số 3.300 hectare đấy là đất đang trong diện quy hoạch, khoảng 1.600 hectare đến từ các khu công nghiệp, một mảng mới mà DXG tham gia trong thời gian hiện tại khi mà DXG thâu tóm một số doanh nghiệp có quỹ đất quy hoạch của các dự án khu công nghiệp. Đối với dự án mà đất sạch mà DG đã có sẵn thì khoảng diện tích khoảng 128 hectare, trong đó dự án lớn nhất đến từ dự án Long Thành Skygem ở gần sân bay Long Thành, diện tích khoảng 92 hectare. Đối với dự án đó thì DG đã, đấy là đất đấu giá, thì đất đấu giá đã, tức là đất đã được hoàn thành nghĩa vụ tài chính và là bàn giao
đầy đủ về khâu đền bù và giải phóng mặt bằng rồi. DXG đang trong quá trình triển khai và đã bán được khá là lớn, ghi nhận khoản người mua trả tiền trước trên báo cáo tài chính khoảng 2.000 tỷ, thì năm nay DXG dự báo sẽ ghi nhận một khoản lớn lợi nhuận đến từ doanh thu và lợi nhuận đến từ dự án Jam Sky này. Cái điểm nhấn thứ hai đối cho DXG đấy là sở hữu một hệ thống phân phối khá là uy tín và chuyên nghiệp trên thị trường, đó là hệ thống phân phối đất xanh. Đất xanh thì đất xanh cùng với này Senland thì là hai tổ chức phân phối bất động sản có chuyên nghiệp và có hệ thống lớn nhất trên thị trường. Tuy nhiên, đất xanh vượt trội, đất xanh vượt trội so với Senland về thời gian thành lập cũng như các dự án mà đất xanh đang phân phối. Rủi ro đến cho từ đất xanh thì mình nghĩ đấy là cơ cấu phức tạp, trong khi nhiều công ty, trong đó với nhiều công ty với tài sản tốt nhưng tỷ lệ sở hữu chỉ ở mức quá bán. Ở đây có một công ty là công ty dịch vụ đất xanh, tức là công ty môi giới bất động sản của đất xanh. Thì hiện tại đất xanh hiện tại chỉ đang sở hữu 51% công ty này, trong khi mảng môi giới bất động sản thì kết quả hoạt động kinh doanh khá là tốt với biên gộp lên đến 60-70%. Tuy nhiên đất xanh chỉ đang sở hữu 51% thì mình cũng không đánh giá là cái rủi ro liên quan đến có thể là chuyển lợi ích từ đất xanh sang một số cá nhân nào đấy. Rủi ro thứ hai đấy là đòn bẩy tài chính khá cao. Hiện tại thì đòn bẩy tài chính của đất xanh khoảng 0.64 lần so với vốn chủ, trong khi trung bình khoảng đâu đấy khoảng tầm 0.5 lần. Thì đòn bẩy tài chính khá cao này đến từ việc đất xanh luôn tăng trưởng trong các năm gần đây, với việc chuyển từ mảng dịch vụ, tức là mảng môi giới, sang mảng nhà phát triển, nên là trong khi vốn huy động từ thị trường chứng khoán không đủ nên là đất xanh sẽ phải huy động thêm cả từ vốn vay, dẫn đến là đòn bẩy tài chính cao. Về kết quả kinh doanh ước tính trong năm nay thì ước tính lợi nhuận của đất xanh trong năm nay sẽ đạt khoảng 806 tỷ, đấy là trong trường hợp thận trọng. Còn nếu mà trường hợp mà dự án Jam Sky Long Thành mà DG ghi nhận toàn bộ số tiền đã bán thì mình nghĩ kết quả lợi nhuận của DG trong năm nay sẽ còn cao hơn số 806 tỷ này. Catalyst trong ngắn hạn của DG đấy là đến từ mảng IPO mảng môi giới, tức mảng DIS. Tuy nhiên nếu mà IPO mảng này thì như mình nói, tỷ lệ sở hữu của DIS, tỷ lệ sở hữu của DG tại môi giới đất xanh hiện tại chỉ có là hơn 51%. Nếu mà IPO mảng này và DG có ý định thoái vốn thì dẫn đến là cái kết quả kinh doanh của DG sẽ bị ảnh hưởng khá là lớn, khi mà cái mảng môi giới này của DG hiện tại đóng góp tầm khoảng 30% vào lợi nhuận của DG. Cao su Phước Hòa, đây là một cao su, như quý nhà đầu tư có thể biết thì cao su Phước Hòa có lợi thế cạnh tranh khá là lớn với việc sở hữu 15.000 hectare đất cao su tại Bình Dương, chủ yếu tại Bình Dương, mà hiện đất cao su này có thể sẵn sàng được chuyển thành đất khu công nghiệp trong trường hợp mà xin được quy hoạch. Thì hiện cái thứ hai đấy là PHR dẫn đầu trong việc chuyển đổi đất cao su sang đất phát triển công nghiệp như mình nói ở trên. Rủi ro cho PHR thì đến từ việc trì hoãn phê duyệt chuyển đổi đất cao su sang đất khu công nghiệp. Thứ hai là tỷ lệ hấp thụ thấp hơn của các dự án khu nghiệp. Tuy nhiên mình đánh giá cái rủi ro này khá thấp khi mà Việt Nam đang trở thành một điểm đến của dòng đầu tư vốn nước ngoài. Với Catalyst cho PHR thì kỳ vọng dự án khu nghiệp V-Ship 3 sẽ dẫn dắt lợi nhuận trong ngắn và trung hạn. Tiếp theo đấy là triển vọng tích cực cho mảng cao su tự nhiên. Thì hiện tại đối với mảng cao su tự nhiên thì doanh thu đóng góp vào cho PHR khá lớn, tuy nhiên lợi nhuận gộp đóng góp cho mảng này thì cũng không quá cao, chỉ khoảng tầm 20% biên lợi nhuận cho lợi nhuận dòng của PHR thôi. Định giá của PHR theo phương pháp RNAV thì khoảng tầm 75-80k, đấy là trong trường hợp là giá đất khu công nghiệp mà vẫn giữ mức ở Bình Dương, giữ mức khoảng tầm 90 đô. Nhưng mà tuy nhiên hiện tại thì giá đất khu công nghiệp ở Bình Dương đang có xu hướng tăng,
tiệm cận nhiều khu nghiệp có giá lên đến 120 đô thì đây là mức giá 75 đến 80 nghìn đấy là giá trong trường hợp thận trọng. Tiếp theo đấy là đến một doanh nghiệp bất động sản khu nghiệp khác, lấy là SSC. Mọi người có thể để ý đấy, SSC đang sở hữu một quỹ đất khá là lớn ở khu công nghiệp Châu Đức với diện tích lên đến 2.200 ha. Trong đó đất khu công nghiệp khoảng 1.600 ha và diện tích thương phẩm khoảng 1.000 ha. Và hiện tại quỹ đất thương phẩm mà SSC có thể sẵn sàng bán đến khoảng tầm 600 ha khi mà SSC đã bán được đâu đấy khoảng tầm 40% trong tổng số 1.000 ha đất thương phẩm khu công nghiệp. Cái thứ hai đến là cùng với lại đất khu công thương phẩm khu công nghiệp thì SSC cũng có một khu đô thị Hữu Phước ở quạnh khu công nghiệp Châu Đức, diện tích khoảng 40 ha. Thì cái khu công nghiệp khu đô thị này thì SSC cũng đang trong quá trình đền bù, tuy nhiên tỷ lệ đền bù đã còn khoảng 90% rồi. Nên là trong khi mà nếu mà trong trường hợp khu tỷ lệ khu lấp đầy khu công nghiệp của SSC cao lên thì SSC có thể sử dụng cái diện tích đất ở khu đô thị Hiệp Phước này để bán cho các công nhân ở đó, thì mình nghĩ biên lợi nhuận gộp của mảng này cũng khá cao khi mà giá đền bù của mảng của khu đô thị Hiệp Phước này cũng thấp. Tiếp theo đấy là rủi ro, đấy là rủi ro SSC đến từ SSC vẫn là một doanh nghiệp nhà nước với công ty Solidigy đang chiếm khoảng 48% cộng thêm các công ty khác, thì tỷ lệ chi phối của nhà nước trên 50%. Và thứ hai, lãi suất tăng dẫn đến nợ vay. Hiện tại thì SSC đang có nợ tầm khoảng SSC đang có nợ tầm khoảng 1.200 tỷ, trong khi nếu mà trong trường hợp lãi suất mà tăng lên thì mà cộng thêm cái trường hợp mà SSC không chuyển nhượng được đất nữa thì cái áp lực trả lãi cũng khá là lớn, 1.200 tỷ đâu đấy tầm khoảng 120 tỷ một năm lại tiền lãi. Tuy nhiên với việc dòng tiền từ bán khu công nghiệp hiện tại, đất khu công nghiệp hiện tại của SSC vẫn khá lớn thì mình nghĩ đâu đấy cái rủi ro đến từ việc đòn bẩy cao này cũng không ảnh hưởng quá lớn đến triển vọng của doanh nghiệp. Định giá thì định giá theo phương pháp từ NAV thì giá trị nội tại của SSC khoảng tầm 70.000. Đấy là trong trường hợp giá đất khu công nghiệp của SSC, khu công nghiệp Châu Đức khoảng tầm 60 đô. Cái thứ hai đấy là lợi với triển vọng ngắn hạn thì lợi nhuận năm 2021 của SSC dự kiến sẽ đạt 360 tỷ, tăng trưởng gấp đôi so với năm 2020. Xin chào quý vị nhà đầu tư, sau đây chúng ta sẽ quay lại với phần nhận định phân tích kỹ thuật. Cảm ơn Trường về những cái thông tin chia sẻ về ngành bất động sản nói chung, bao gồm bất động sản nhà ở và bất động sản khu công nghiệp. Thì đầu tiên với các cổ phiếu bất động sản thì chúng ta quan sát Vinhome là cổ phiếu đầu ngành. Hiện Vinhome vẫn là cổ phiếu mà có quỹ đất lớn nhất, khả năng triển khai nhanh và uy tín rất là tốt. Ngoài ra Vinhome thì vẫn là cổ phiếu mà nằm trong top những cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường, đứng thứ 3 về vốn hóa thị trường. Thì giao dịch Vinhome thì thực ra là theo quan sát của Du thì nó cũng rất khó chiết định cho khách hàng ngắn hạn, tại vì cổ phiếu này có những cái biến động nó rất là thất thường. Người thấy là có những cái biến động lên rất là mạnh và rơi cũng rất là nhanh. Những đợt sóng tăng thì nó cũng rất gấp gáp và những đợt sóng rơi nó rất là nhanh. Nó rất khó để chiết định ngắn hạn. Nếu mà nhìn triển vọng từ khi niêm yết đến nay thì Vinhome đang giao dịch ở vùng giá cao nhất từ khi niêm yết, tức là sau nhiều lần tăng giảm thì cổ phiếu đã vượt được cái đỉnh của 2018 đến 2020. Nó cho thấy rằng cổ phiếu này cái triển vọng trung hạn và ngắn hạn vẫn là tăng thôi. Tại vì khi mà các cổ phiếu nó vượt được những cái đỉnh trong khoảng 1-2 năm thì rõ ràng cái triển vọng giá phía trước nó sẽ rất là sáng. Tuy nhiên cái cách chiết định của cổ phiếu Vinhome cũng tương đối khó. Tại vì Vinhome thì thường được các quỹ chỉ số người ta mua bán rất là mạnh. Và cái hoạt động giao dịch của khách hàng cá nhân ở trên Vinhome, cá nhân Du quan sát thì không thấy nhiều. Còn triển vọng ngắn và trung hạn thì rất là tích cực, tức là cổ phiếu đã vượt đỉnh trung hạn. Về mặt kỹ thuật thì giả định như trong năm 2021 Vinhome có một đợt tăng nữa bằng cái đợt tăng từ chúng ta tính từ tháng 10 đến vùng đỉnh giá năm nay. Đấy, thì có lẽ cái mốc giá quanh 120 hay 130 thì có lẽ là hợp lý. Đây là về thuần về mặt kỹ thuật. Giả định như Vinhome sẽ tích lũy tại đây và có một nhịp tăng nữa trong năm 2021.
thì cái kỳ vọng 120, 130 có thể xảy ra. Nhưng thực ra nếu mà nhìn từ mức giá này thì như thế cái kỳ vọng nó cũng sẽ khoảng 20%, tối đa 20-30%. Thì nó cũng thực sự nó cũng không quá lớn, không nhỏ nhưng không lớn, nhưng mà cũng rất khó để trading kiếm được cả cái khoản lợi nhuận đấy. Tại vì cái cách của Vithome mỗi khi nó tăng cũng rất là khó chịu. Các bạn nhìn cái đợt tăng giá tính từ tháng 4 đến tháng 10 đúng không ạ? Chúng ta thấy là các nhịp tăng giảm nó rất là sốc, và để kiếm được khoảng 30% lợi nhuận thì cũng tương đối khó khăn. Có thể có những cái nhịp tăng ngắn khoảng 15% thì có thể xảy ra. Vithome có lẽ phù hợp hơn với những cái khách hàng lớn, có dòng tiền lớn và đầu tư lâu dài của một doanh nghiệp đầu ngành bất động sản Việt Nam. Với cái kỳ vọng quỹ đất lớn, khả năng triển khai mạnh mẽ, tiềm lực tài chính mạnh, và nó không phù hợp lắm với khách hàng trading ngắn hạn. Ngoài ra thì Vithome có thể kỳ vọng khi mà thị trường Việt Nam được nâng hạng thì các cái quỹ chỉ số người ta sẽ mua mạnh những cái cổ phiếu mà thuộc top vốn hóa. Trong cái đấy Vinhome thì không bị giới hạn room, có bị giới hạn room nhưng mà vẫn còn rất nhiều dư địa cho khối ngoại người ta mua vào. Cổ phiếu thứ hai chúng ta quan sát đấy là DIG. Thì DIG trong năm 2020 nó có cái đợt tăng giá rất là tốt. Nếu mà tính từ giá thấp nhất ở vùng giá 10 lên cao nhất là giá 35 đầu 2021, cổ phiếu này tăng khoảng 3,5 lần. Và hiện tại thì cổ phiếu này vẫn trong một cái nhịp điều chỉnh sau khi có cái nhịp tăng 3,5 lần trước đó. Cổ phiếu vẫn chưa vượt được đỉnh. Các cổ phiếu bất động sản thì trong những năm mà thị trường bất động sản tăng mạnh thì giá cổ phiếu bất động sản tăng nhiều lần là chuyện bình thường. Ví dụ như ta chứng kiến năm 2007 hay 2010, khi mà các địa phương có giá đất tăng thì các cổ phiếu bất động sản sở hữu quỹ đất lớn thì cái mức giá tăng rất là nhiều. Có những cổ phiếu tăng mấy chục lần, ví dụ như Hà Đô hay SCS đúng không? Thì với mức tăng 3,5 lần, mặc dù chúng ta nhìn có thể là nó hơi ái ngại vì cái mức tăng ngắn hạn, nhưng mà nếu mà nhìn theo triển vọng quỹ đất của các doanh nghiệp và nhìn cái triển vọng giá đất trong năm 2021 và nhiều chuyên gia dự báo có thể tăng, thì rõ ràng triển vọng của các doanh nghiệp bất động sản nó vẫn còn. Tại vì bây giờ cái khả năng di chuyển của người nó sẽ tốt hơn khi mà cái tầng lớp trung lưu xuất hiện nhiều và nhiều người mua được xe ô tô, nên cái việc mà đi xa cách thủ đô khoảng 10-20 cây nó trở nên dễ dàng hơn. Ở nhiều địa phương khác cũng thế, và người ta chấp nhận là mua những mảnh đất nó ở xa trung tâm một chút để mà tận hưởng cái ngày cuối tuần yên ả. Thì cái khả năng tăng giá đất của những cái khu đất ở ngoài khu đô thị nó có nhiều tiềm năng tăng giá khi mà triển vọng tăng trưởng ngành ô tô ở Việt Nam vẫn rất là lớn. Giả định với DG, nếu mà trading theo phương án phân tích kỹ thuật ấy, thì cá nhân Dũng sẽ mua khi nào nó vượt cái mức đỉnh giá 35-36 của đợt tháng 1 vừa qua, tức là đợt 18 tháng 1. Thì cái đó triển vọng của cổ phiếu nó sẽ mạnh hơn. Nếu mà nhìn chúng ta thấy rằng cái vùng giá 35-36 nó cũng chính là vùng cái đỉnh giá của đích năm 2009-10. Mọi người thấy là đúng cái vùng đỉnh điểm của đích cách đây 11 năm. Thì nếu mà cổ phiếu này vượt qua cái vùng đỉnh giá này thì có nghĩa là sau đấy nó sẽ không còn cái đỉnh nào giới hạn nó nữa. Và thường những cổ phiếu nào vượt những cái đỉnh 1 năm, đỉnh 2 năm, đỉnh 5 năm, đỉnh 10 năm thì đều là những cổ phiếu mà có mức tăng trưởng tuyệt vời. Tại vì nó đã thoát ra khỏi những cái vùng giá nó bị đè nén trước đấy, và nó sẽ có nhiều cơ hội để vươn đến những cái mức giá cao hơn. Còn nếu mà bây giờ mọi người giao dịch ở vùng giá dưới 35.000 đồng cổ phiếu thì rõ ràng chúng ta vẫn đang giao dịch dưới đỉnh, và nó có cái giới hạn ở vùng giá 35-36. Thì cái kỳ vọng ở vùng giá này lên vùng đấy cũng không nhiều, có khoảng 10%. Trong khi rủi ro nếu mà thị trường gặp rủi ro ở vùng 1.200 điểm như hiện tại, nó sẽ làm cho mọi người thiệt hại nhiều hơn. Tốt nhất là nên kiên nhẫn đợi khi giá cổ phiếu nó vượt qua 35-36.000 thì cái chu kỳ tăng giá nó sẽ mạnh mẽ hơn. Chúng ta cũng không nên lo ngại rằng giá cổ phiếu nó tăng mạnh trong ngắn hạn, tại vì nếu mà quỹ đất lớn và giá đất bất động sản tăng thì các công ty bất động sản sẽ tăng giá rất là mạnh, tại vì họ vừa xin được dự án giá rẻ, họ lại mua từ gốc bán đến ngọn, tức là họ tạo ra hạ tầng, họ nâng được giá trị của bất động sản lên, thì rõ ràng là cái lợi nhuận họ đem lại rất là lớn so với chúng ta mua bất động sản ở ngoài. Công ty thứ hai chúng tôi đánh giá là Đất Xanh. Đất Xanh trong năm 2020 đến 2021 cũng có một đợt tăng giá rất là mạnh, cũng từ vùng giá 10 vừa qua lên giá 25.000 đồng cổ phiếu. Và trong cái nhịp tăng vừa qua thì VN-Index cũng có khuyến nghị các nhà đầu tư mua cổ phiếu Đất Xanh ở vùng 18 và chốt lời ở vùng 22.8 khi mà thị trường gặp một số cái rủi ro ở vùng đầu tháng 1. Tuy nhiên cổ phiếu Đất Xanh thì trong vài tuần qua thì vẫn diễn biến rất là tốt, cổ phiếu này vẫn có mức tăng tiếp. Sau khi điều chỉnh vùng 18.000 thì cổ phiếu nó tăng lên 25. Và hiện tại thì nếu mà nhìn trong một tuần qua thì cổ phiếu nó đang có một cái phase điều chỉnh nhỏ.
Và nếu chúng ta nhìn rộng hơn, chúng ta thấy rằng đất xanh có cái đỉnh 2018 ở vùng khoảng 27-28.000 đồng cổ phiếu, thì đây cũng là một cái cản trở cổ phiếu này. Nhưng ngược lại, nếu mà đất xanh vượt qua cái kháng cự này thì rõ ràng cái triển vọng tăng giá phía trên nó rất là lớn. Và có lẽ câu chuyện vượt đỉnh giá 27-28 thì phải đợi đến khi đất xanh có những cái động thái về IPO của đất xanh, dịch vụ đất xanh môi giới đấy, thì rõ ràng nó sẽ có động lực để kích hoạt cổ phiếu này tăng giá mạnh hơn. Thì rõ ràng cổ phiếu này trong ngắn hạn đang có xác suất có một nhịp điều chỉnh để lấy xung lực để vượt lại cái vùng giá 28, cũng rất khó để vượt. Và cái cách giao dịch của đất xanh mọi người thấy là nó cũng nặng tính đầu cơ, tức là khi lên thì rất là mạnh, và khi thị trường gặp những cái rủi ro nó xuống rất là mạnh, ví dụ như 2018 đến 2020 cổ phiếu này cũng giảm từ 27-28.000 về mức giá 7.500, tức là nó nặng tính đầu cơ hơn là những cái cổ phiếu ngành sản xuất hay ngành tiêu dùng bán lẻ, đúng không ạ? Thì rõ ràng cổ phiếu này sẽ phù hợp với những người thích đầu cơ, nhưng mà nên đợi, hoặc là chúng ta mua ở một cái vùng giá mà nó đủ hấp dẫn. Ví dụ như vùng 17-18.000 nó là cái vùng hỗ trợ tính từ tháng 1/10/2019 đến tháng 1/2021, bây giờ nó thành cái hỗ trợ ở vùng 17.5-18. Còn nếu như đã mua trading theo kỳ vọng lớn thì mọi người nên đợi nó vượt 27.5. Còn nếu như mua để thăm dò thì nên mua ở vùng hỗ trợ 17.5-18, tức là phải có một nhịp điều chỉnh. Còn nếu như chúng ta mua ở cái giá lưng chừng như này thì nó rất là rủi ro, tại vì kháng cự rất là gần, nó chỉ cách khoảng 10%, 10-15%, nó không đủ hấp dẫn để chúng ta mua vào. Trường hợp thứ ba nữa là Nhà Từ Liêm, đúng không ạ? Nhà Từ Liêm thì cũng là một cổ phiếu tăng mạnh trong 3 năm qua. Nếu chúng ta quan sát, chúng ta thấy rằng Nhà Từ Liêm thì bắt đầu tăng giá mạnh từ cuối 2018, khi mà những cái hoạt động cái tái cơ cấu doanh nghiệp nó bắt đầu kết thúc và doanh nghiệp bắt đầu hạch toán lại doanh thu lợi nhuận khá là tốt. Thì như năm 2020 thì Nhà Từ Liêm cũng hạch toán được doanh thu lợi nhuận khá là tốt, và mức cổ tức thì như mình nhớ thì khoảng 15-30% một năm bằng tiền. Thế là mức cổ tức rất là tốt với một cổ phiếu giá 2x hiện tại. Nếu mà nhìn theo triển vọng trung hạn thì rõ ràng Hà Đô tích cực hơn là đích và đất xanh. Tức là Nhà Từ Liêm tích cực hơn. Tại vì năm 2021 Nhà Từ Liêm có cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước vào năm 2019. Cổ phiếu nó đã vượt đỉnh, và trong ngắn hạn thì hiện tại cổ phiếu này cũng vượt đỉnh, tức là trong vài tuần qua cổ phiếu này cũng vượt vùng đỉnh giá khoảng 27. Và cổ phiếu này đang ở trong cái phase tăng giá cả ngắn và trung hạn. Thì nhìn triển vọng nó sẽ tích cực hơn những cổ phiếu như đích hay là đất xanh. Rõ ràng rằng với Nhà Từ Liêm thì hiện tại nó cũng không có cái đỉnh ở phía trước cả. Nó đã vượt qua hầu hết các đỉnh, nếu mà chúng ta nhìn kể cả đỉnh 2008 lẫn đỉnh 2010, những cái cơn sốt đất rất là lớn trong thời gian đó. Thì với cá nhân mình đánh giá Nhà Từ Liêm khá cao, tại vì nó là ở khía cạnh kỹ thuật, nó là cổ phiếu vượt đỉnh. Chất xúc tác có lẽ đến từ cái câu chuyện mà trường trao đổi, tức là cái giá đất ở Hoài Đức có thể tăng giá khi mà Hoài Đức được lên quận. Và thứ hai là như nãy mình trao đổi, cái khả năng tăng trưởng ngành ô tô nó cũng kéo theo cái việc người ta sẵn sàng ra ở xa Hà Nội một chút, đi lại nó cũng dễ thuận tiện hơn, giá đất nó cũng tăng vì thế. Thì với Nhà Từ Liêm thì cá nhân Du đã cho khuyến nghị ở trên ý tưởng giao dịch ở vùng giá 27-28 và kỳ vọng ở vùng giá khoảng 37-38, tức là nó sẽ tương đương với lại Fibonacci của 61.8. Thì chúng ta đặt mức tăng vào đây. Đấy, thì nó sẽ tương đương với Fibonacci khoảng 61.8. Cho chúng thực hiện lại. Đấy, tương đương khá giá khoảng 37-38. Nếu mà giả định cái sóng tăng từ cuối 2018 đến giữa 2019 là sóng tăng 1, và cái sóng giảm từ giữa 2019 đến đầu 2020 là sóng giảm 2, thì chúng ta đang ở sóng tăng 3 lớn. Cổ phiếu có thể tăng đến giá 37.5-38 ở mức tương đương Fibonacci 1.61.8. Đây là giả định mặt kỹ thuật. Rõ ràng để tăng đến mức giá đấy thì nó có thể cần đến 3-5 tháng, còn ngắn hạn thì cổ phiếu này vẫn đang trong xu hướng tăng, và chúng ta phải ứng xử với cổ phiếu theo xu hướng thị trường khi thị trường có những cái biến cố nó bất thường. Thế rõ ràng triển vọng rất là tốt nếu mà nhìn theo kết quả kinh doanh, kỳ vọng giá đất và đồ thị kỹ thuật. Cổ phiếu thứ ba chúng ta thứ tư chúng ta đánh giá đấy là Phước Hòa. Thì Phước Hòa thì nếu mà nhìn thì nó cũng tích cực, tại vì tính từ 2018 đến nay thì các cổ phiếu cũng đang xây những cái đáy sau cao hơn đáy trước, tức là triển vọng trung hạn nó đang là đi lên, và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Đỉnh 2021 thì cao hơn đỉnh 2000
19. Nhưng rõ ràng cái cách tăng cổ phiếu này thời gian qua nó khá là yếu, và hiện tại nếu mà nhìn thì nó đang trong một cái nhịp điều chỉnh. Phiên dịch ngày hôm nay thì Phước Hòa có dòng tiền rất là tốt, thanh khoản 2,2 triệu. Có lẽ là gấp 3 lần so với trung bình ngày thường, gấp hơn 2,5 lần. Thì nếu nhìn về mặt kỹ thuật thì giả định nếu mà mua ở vùng giá hiện tại thì cái đỉnh ngắn hạn nó vẫn nằm ở vùng 70-71. Nó vẫn là cái cản trở ngắn hạn. Và cổ phiếu này sẽ bước vào nhịp tăng mới mạnh hơn nếu mà cổ phiếu này vượt qua cái đỉnh ở vùng 70-71. Thì nếu mà tính từ vùng giá này lên vùng đấy cũng khoảng 15%. Không quá hấp dẫn so với một cái kỳ vọng chấp nhận chúng ta chấp nhận một cái rủi ro 10% thì nó không quá hấp dẫn. Tức là cái phần thưởng trên rủi ro không quá hấp dẫn. Nhưng nếu cổ phiếu này vượt qua cái đỉnh ở vùng 70-71 thì đấy cái tiềm năng nó sẽ được mở rộng hơn. Thì cá nhân Du sẽ lựa chọn mua khi nó vượt cái đỉnh 71, tức là vượt cái đỉnh của đầu tháng 1 năm 2021. Thì nó sẽ đem lại những cái kỳ vọng lớn hơn. Còn nếu như chúng ta mua ở cái giá hiện tại thì cái kỳ vọng nó khá là nhỏ và nó không đủ để hấp dẫn. Cổ phiếu cuối cùng trong buổi tâm điểm thị trường ngày hôm nay đấy là SSC, cũng là cổ phiếu của khu công nghiệp. Thì nhìn triển vọng SSC nó cũng tích cực, thậm chí nó tích cực hơn cả Phước Hòa. Tại vì mọi người thấy rằng từ khi niêm yết đến nay thì SSC luôn tạo được các cái đỉnh cao hơn đỉnh trước. Ví dụ như chúng ta thấy đỉnh của 2020 thì cao hơn đỉnh của 2019. Và năm nay 2021 thì đỉnh cũng đang cao hơn 2020. Các cái đáy nó cũng đang ngày một cao hơn. Tức là cổ phiếu đang trong xu hướng uptrend cả ngắn và trung hạn. Ngắn hạn thì cổ phiếu này cũng đang ở cái vùng đỉnh cũ cách đây khoảng vài tuần. Tức là cái vùng đỉnh ở cuối tháng 1. Nếu cổ phiếu này vượt qua thì rõ ràng cái triển vọng ngắn hạn nó sẽ tiếp tục tích cực. Tức là vùng đỉnh ở khoảng giá 44.000. Hôm nay cổ phiếu này hơi giảm nhẹ khi mà tiếp cận cái vùng đỉnh cũ. Thì rõ ràng cổ phiếu này thì cái xu hướng ngắn hạn nó cũng đang tiếp diễn. Và nếu như cổ phiếu này vượt cái mốc đỉnh giá 44.000 thì cái triển vọng nó sẽ tích cực. Và việc mua vào thì mình nghĩ là nên mua khi nó vượt cái đỉnh giá 44.000 thì nó sẽ tránh cái rủi ro bị hai đỉnh. Và giả định cổ phiếu này tăng tiếp một nhịp nữa từ cái mức giá 35 này sau cái nhịp điều chỉnh vừa qua thì cái kỳ vọng ngắn hạn có thể lên 55.000 đồng cổ phiếu. Nếu mà một người mua ở vùng 44-45 thì có thể đặt cái kỳ vọng ở 55.000 đồng cổ phiếu. Và mức cắt lỗ nên đặt ở dưới giá 40, tại vì nó cũng tương đương với lại khoảng 10%. Lúc đấy kỳ vọng lợi nhuận sẽ khoảng 20% và rủi ro khoảng 10% thì có thể chấp nhận được. Thì đấy là tất cả những cái cổ phiếu mà buổi tâm điểm thị trường hôm nay chọn ra để đưa đến cho nhà đầu tư góc nhìn sơ bộ về ngành bất động sản nói chung và một số cổ phiếu bất động sản tiêu biểu. Rõ ràng rằng ngành bất động sản thì rất rộng lớn và chúng tôi không đủ thời gian để review hết tất cả các cổ phiếu bất động sản. Hoặc có một số cổ phiếu bất động sản chúng tôi đánh giá là đã phản ánh đúng cái giá trị thực của cổ phiếu nên chúng tôi cũng không đưa vào trong bản tin ngày hôm nay. Thì quý vị nhà đầu tư nếu quan tâm đến các cái ý tưởng giao dịch trong ngắn hạn với các cổ phiếu bất động sản thì nên theo dõi phần ý tưởng giao dịch trên bảng giá của VN Direct. Khi các cổ phiếu này đạt các cái điều kiện chúng tôi đưa ra thì chúng tôi sẽ cho vào ý tưởng giao dịch. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin tuần sau.